Điện tham sự vụ mai táng sở mai táng cho họ Tư Hải về đến tham gia quý vị lời thành kính phong ưu. Quyền sở tài, quý gia đình thanh quyến, quý thân bằng, quý thuộc, quý vị quan khách có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay. Xưa nay chỉ có loài hoa mộc sống dưới đỉnh núi cao, cái cõi tung bách chốn rừng sâu mới sống được ngàn năm. Chính là kiếp người hiếm ai sống ngoài trăm tuổi, kiếp nhân sinh sống lợi thác về. Trần gian là cõi tạm mà người đời mừng đỡ đến dầm chân. Đã làm kiếp người thì sống lào bền từ không ai tránh khỏi. Ngay hướng đến các bạn kiếp sống hồng trần về nơi đất Phật, nước biển mênh mông có bóng đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không công cha. Đức chính sự tan thương mất mát từ phía gia đình, chính chủ mai táng sợ mai táng cho Tư Hải có mời nên bao tiền trở về đây thực hiện đại lễ bái quan động quan qua sĩ quan. Vậy chương trình làm lễ của em chúng cháu xin được phép bắt đầu. Trong gia đình tôi tặng cho đội chúng cháu là 100.000 đồng, hai mặt cháu gia đình rất nhiều. Oh!
Thank you.
Bây giờ tao quất mấy bà trong đó đó. Ôi trời ơi, trời ơi, rồi té ghế luôn. Trời ơi là trời. Mày ngon rồi. Mày hãy đồng bài nhớ hết không rồi hả mày? Gặp mày mày chưa không? Trả chuyện không? Cho vậy cứu con nổi
còn ai nổi không mày? Trời ơi, làm gì đã gì nhiệt tình vậy mày? Mày đâu thằng bà gái của mày vậy mày? Đừng, đừng giết tao. Vì tao là quỷ đẹp trai nhất phúc phụng mày đó mày. Quỷ chứ đẹp trai đó mày. Rồi kìa, nói cái tao muốn té ghế. Đau, đau lắm bà con cô bác phu phụng ơi. Chết kiểu nào chứ kiểu này nó lủng lỗ. Chết tới đây phải xấu đẹp tôi thôi. Đẹp nó xuống. Dậm đó. Nó thấy dậm như hiệu cái trời gì mày. Đâu mày nằm xuống cho nó dậm thử mày biết. Nặng nhẹ mày dậm nó mày cưới đi mày. Không giữ nó hả? Trời ơi là trời, nó vô trốn nước mà làm như là vô phun gà vậy mày. Vô biết thôi. Sao thấy nước đây sao mày? Công nhận ha. Công nhận nước ở Phú Khủng sao mà nó mát ở bên Phú Đa vậy mày? Đâu mày? Mát uống lệ rồi mày. Cho mày uống nước chơi chơi đó mày. Anh thật nhiệt đới mưa đột xuất được không mày? Uống lệ đi mày. Nhiệt chạy quá. Uống luôn. Mày uống nước gì chạy vậy mày? Trời ơi là trời. Thằng cháu mất dạy cho uống nước gì nó giết cái chỗ gì nó đẩy vô lỗ thở không? Mày quỷ chứ không mà lỗ thở vậy đâu mày. Nằm xuống nghe thở nè. Trước khi chuẩn bị cõi trần theo hồ linh cữu, mày có lời trăn trở bà con cô bé đây không mày? Dạ. Trước khi con chuẩn bị cõi trần để đi theo phò linh cữu, bà con cô bác của phụng, bà con hãy xa gần hãy tha thứ cho tôi. Trước khi chết mày biết còn biết ăn này ăn năn hối lỗi nữa không mày? Xích xích lên để dính cái giặt luôn ạ.
Giật cái gì không hay? Ôi, giật thằng bê đê. Chưa bị chết của thằng bê đê nè. Nè. Còn hãy lâu chết rồi đi. Nè, cho thêm không vậy? Thiệt hả? Trời ơi, vô đi mẹ này. Quận xưa con của bác hướng bắt vào đây xem kênh tướng chị thọ quỷ luôn bà con ơi. Chú ơi. Ê, này đi lé em thôi, mới bỏ gạt lộn vậy, bỏ búa lộn nữa rồi. Một, hai, ba, thử thử ra. Vô kiên sẻ đi mày. Lỗ luôn rồi. Để dưới mấy mơ kìa. Để nhẹ ăn với cha. Chết rồi, lấy tí không phải.